Vân và toàn đội cũng đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và tuân theo đấu pháp của ban huấn luyện. Tiếc nuối là Vân chưa tự tin cho lắm. Vân và toàn đội cũng rút kinh nghiệm là phải chơi tập trung hơn, phòng ngự chặt chẽ hơn và có được tự tin khi chơi bóng. Dương Thị Vân có chút nuối tiếc vì chưa thực sự tự tin, nhưng tiền vệ sinh năm 1994 đã có trận đấu tốt trước đội tuyển nữ New Zealand. Dù không sở hữu thể hình lý tưởng như đối thủ, cô được huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 5-3-1-1. Điều này tạo áp lực lớn lên Dương Thị Vân, khiến tiền vệ quê Hà Nam phải đối chọi với những tiền vệ cao lớn của đối thủ, thường xuyên rơi vào thế đấu tay đôi. Dù vậy, Dương Thị Vân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cầu thủ sinh năm 1994 thi đấu xông xáo, quyết liệt ở cường độ cao, xuất hiện ở nhiều điểm nóng từ phòng ngự đến tấn công. Nguồn năng lượng dồi dào giúp Dương Thị Vân chống đỡ rất tốt áp lực ở tuyến giữa. Ở World Cup 2023, đối đầu với Dương Thị Vân sẽ tiếp tục là những cầu thủ có thể hình cao lớn. Tuy nhiên, sau trận giao hữu gặp New Zealand, tiền vệ quê Hà Nam đã có thêm nhiều kinh nghiệm, tích lũy sự tự tin để đối đầu với những nữ tuyển thủ hàng đầu thế giới. Chiều tối ngày 11 tháng 7, ngay sau khi ổn định tại khách sạn nơi đóng quân chính, đội tuyển nữ Việt Nam đã lập tức có buổi tập luyện buổi đầu tiên tại thành phố Auckland, New Zealand. Trước khi bắt đầu buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành thời gian để trao đổi rút kinh nghiệm với các cầu thủ về trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand vào ngày 10 tháng 7. Nhà cầm quân 72 tuổi nhắc nhở các vị trí về những tình huống cần khắc phục và thay đổi cần thực hiện trong thời gian luyện tập sắp tới. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sau trận đấu gặp New Zealand gặp chút khó khăn do thời tiết mưa. Tuy nhiên, sau thời gian thích nghi với thời tiết tại thành phố Napier, điều này đã không còn ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của buổi tập. Các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn hoàn thành các bài tập do ban huấn luyện đề ra. Các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận giao hữu thứ hai gặp Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại sân North Harbour. Đây là cụm sân được bố trí cho buổi tập chính thức của đội tuyển nữ Mỹ trước trận đấu đầu tiên gặp đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng bảng World Cup 2023. Đồng thời, đây cũng là sân tập thường xuyên của đội tuyển nữ New Zealand.